Phật bảo A Nan cùng đại chúng, sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh, hoặc thiên thượng hay nhân gian, được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật là thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng, do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình thức bảo, xây dựng tháp thức bảo để cúng dường xá lợi, có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn. Trong bao kiếp tu hành, lòng từ của Đấng Thế Tôn, kiên tình lưu xa lời, ban hộ không nhân thiên, làm ruộng phương biển tươi tốt, hạnh phúc cho muôn loài, là
Lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi vô lượng, thọ nhận món nấm độc, độ thợ sắt cuôn đa. Kính lạy Đức Thế Tôn, lòng từ bi của Ngài, là mặt trời soi chiếu, xóa tan các người, là mặt trời soi chiếu, xóa tan các hiểm nghi. Hiểm nghi bậc thánh thân không bệnh, hiểm nghi thân bệnh không đạt đạo. Thế Tôn lòng từ bi cao vời, Thế Tôn bậc đạo sư đầu đời. Thế Tôn lòng từ bi của Ngài cho chúng con mãi mãi. Sư độ đời, Thế Tôn lòng từ bi của Ngài cho chúng con.